Sơn Vũ, chào cô chú anh chị. Hôm nay có cái duyên để đến cái tháp, cái thác nha anh chị. Để coi nha. Ý nó chạy lên hết rồi. Có gì mình đi ra xem nha. Dạ. Ngồi chơi không hả? Lên thì nó an toàn hơn ha. Lên nó đi từ từ hả? Đúng rồi, đi từ từ lên. Thung lũng tình yêu hả? Đây là hoa gì đây? Hả? Hái bình hoa là phạt 200.000 đó nha. Cái hồ này phải hồ Xuân Hương không bà con? À, hồ Xuân Hương hả? Một, hai, ba, vô.
Thời gian gấp quá không có được. Nước đâu dữ ra ta. Đứng lên, lên đó đi chập cho. Lên đi em. Thôi khỏi khỏi. Được rồi. Tại sao? Chưa. Rồi. Ngậm miệng lại cười lên. Chuyến chụp hoài đâu đó dạ thực phẩm và cũng như bà khuyên dạ bà cô gái này cũng quá gian xuống thành phố Hồ Chí Minh là cái câu chuyện này rất là bình thường à, ra quá gian dạ đến trong quá gian à, chuyện rất là bình thường dạ à, đâu đó thì những bất tài đi tuyến Bắc Nam dạ thấy thấy những cái trường hợp này thì các chị mình nghe thì các chị mình khá là đáng sợ đúng không ạ, nhưng mà những cái ta thì chuyển qua điều bảo lộc ha à. Rồi hiện tại thì điều bảo lộc chúng ta thì các chị mình biết ở đây, nếu như mà các chị mình đọc thông tin thì điều bảo lộc chúng ta là à, xây dựng và xây dựng trong tầm khoảng năm năm dạ. Đa số là những kỹ sư Việt Nam chúng ta sử dụng đó các chị. Rồi lát nữa biết bà cô là phía bên tay phải của gia đình mình nhé dạ. Rồi bây giờ các chị mình tự do thoải mái ngắm nhìn đèo Bảo Lộc, xuống đèo Bảo Lộc thì các chị mình sẽ thấy được cái không khí khí hậu nó sẽ khác dạ. Ủa anh thứ đâu kìa bà, đây nè có anh Vũ nè. Nãy giờ mình sẽ đi mặt trước và sẽ ra
con thứ hai bị bắt trượt. Thì lưu ý giúp em biết giá ở trong Datan Line nếu như bị bắt trượt đó thì tầm khoảng là 60.000 một em bé tính chiều cao từ 1m trở lên, 1m trở lên 1m2 như là 1m4 gì đó là đưa vé. Còn mà chỉ có lễ thì em biết là các anh chị là chỉ một vé là 80.000 và là mình đi khứ hồi lên xuống và khứ hồi lên xuống. Bởi vì là vô bên trong các chị mình sẽ thấy hai lối đi rất là rõ ràng. Bên tay trái các chị mình là chúng ta đi bộ xuống, bên tay phải của các chị mình sẽ đi mang trượt. Thì chi phí mang trượt thì gia đình mình giúp cho mình biết và tiếp tục đi bé. Bên ban tổ chức bên công ty sẽ hỗ trợ tiền vé cho các chị mình còn các chị mình tham quan. Datan Line thì em cũng đã nói cái tên Datan Line thì lá ở dưới đường, các chị mình di chuyển xuống ở phía dưới, các chị mình lấy cái tháp đó. Dạ, ở phía trên là cái tháp, ở phía dưới thì các chị mình sẽ thấy một cái hồ, dạ, trên đổ nước xuống đó. Đều ở trên TV á. Dạ, khi mà các chị mình, dạ, khi mà các chị mình muốn đi bán trượt thì chúng ta mua vé xong, các chị mình nhớ cho mình nhìn phía bên tay phải của các chị mình là có cái tầng vé. Dạ, có được vé, anh chị nào mà có nhu cầu rời đó mua cho mình biết. Dạ, cứ mình tới mình vô. Và đặc biệt các chị mình mua cái vé xong đi bán trượt đó, các chị mình vô người ta sẽ giữ một miếng, dạ, ví dụ như một tấm vé ha, thì người ta sẽ xé nữa, còn một miếng các chị mình sẽ cầm giữ lấy. Nhớ giúp em nhớ giữ lấy nha các chị nhé. Nếu như mà các chị mình không giữ lấy, các chị mình đi một chiều thôi, dạ, xuống thôi, lên thì mất cái vé đó, không có lên được. Và đặc biệt cái khi mà chúng ta đi bán trượt đó thì các chị mình cũng biết khi chúng ta di chuyển từ mặt trượt xuống, tất nhiên thì cũng có một số anh chị biết sử dụng cái bán trượt, mà một số anh chị cũng không biết cái sử dụng cái bán trượt. Khi các chị mình muốn cái bán trượt chúng ta đi nhanh số xuống thì các chị mình nhớ giúp em lại về phía trước, còn không thì các chị mình sẽ thắng lại là kéo về phía sau giúp em. Và bên cạnh đó có mấy chị mình có camera mềm và đặt ở cái đường dây bán trượt đó. Các chị mình thấy cái cảm giác mà nào mà tự nhiên nhất qua những cái nghèo, thường thường là họ nặng những cái chỗ mà qua mà các chị mình có một cái phản ứng rất là tự nhiên đó. Dạ, thì chụp lại những cái tấm ảnh đó, các chị mình xuống ở phía dưới cũng có hình cho các chị mình. Các chị mình muốn mua thì mua mình không thì thôi. Dạ đó, thì khi mà đi bán trượt thì các chị mình nhớ cẩn thận giúp em ha. Mình lại thì lại trước là cho bán trượt chạy, còn kéo về phía sau là thắng lại. Dạ, đó. Bởi vì là đi bán trượt rất là nhiều, và một bán trượt là có hai thành viên. Nhưng mà lưu ý, những thành viên nào yếu tim, dạ, yếu tim, sợ dạng như sợ độ cao đó, dạ, nhìn xuống thì đây cũng không có cao, nói chung thì không có cao, nhưng mà nhìn xuống thì cũng hơi sợ. Bởi vì là đây là khu vực đèo Ren, dạ, cho nên thì không khuyến khích các chị mình đi bán trượt. Dạ, đang đi đừng có nói mà sợ quá, bởi vì là một bán trượt là hai thành viên. Anh chị nào sợ thì chú nào, người nào mà không sợ đi chung, chứ đừng có rủ người nào mà sợ như mình là đi chung là thôi trất chết luôn. Dạ, đang được xuống rồi thắng lại đứng im luôn, dạ, kẹt cái một đoàn xe đi xong. Thế giúp em nha. Dạ, ok. Nói chung thì cái đây không có ép các chị mình, dạ, các chị mình cứ vô em mua vé chứ mình vô được đó, các chị mình đi tham quan. Dạ, còn thời gian mà các chị mình tham quan ở tại khu vực Đan Đan La tầm khoảng là 40 phút. Dạ, các chị mình sẽ tranh thủ cái biển mía 40 phút ha. Bây giờ theo đồng hồ của em là 8:20, 9:00. Dạ, 9:00. 9:00 các chị mình sẽ có mặt ở xe cho biển mía. Trong trước cho các chị mình là 9:05. Làm gì làm đúng 9:05 nha. 9:05 là cái cuối cùng. Đây là đoạn đường xuống cái đèo Bảo Lộc nha anh chị. Cái đèo này có nhiều khúc cua lắm. Và đang tới cái đoạn mà cái chỗ mà ba cô gái, đèo ba cô gái, cái gì mình chỉ nhớ như vậy thôi. Thôi cái cua này là khi mà người ta đi ngang, người ta phải bóp đèn, bóp cái kèn chào. Cua rất là khó đi. Rồi. Em cũng xin thông báo với bà con xem kênh của YouTube Bông Sa Úc Vũ là Úc Vũ tạm ngừng bán vài ngày để phục vụ cái chuyến mà du lịch của bên đoàn thanh niên, hỗ trợ bên thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp. Thì em xin nghỉ tới hết ngày thứ hai là ngày 30 tháng 12
thì ngày thứ ba thứ tư bắt đầu tụi em giao hàng trở lại. Thì bà con mà nếu mà có điện không được hay là chưa có giao hàng cho bà con thì Vũ sẽ chủ động liên lạc với bà con ha. Xin cảm ơn bà con đăng ký kênh và xem những cái video mà trong thời gian qua của mình, thì chắc có thể thay đổi là kêu đại gia đình cũng được. Có người góp ý là kêu nên kêu đại gia đình hay tại vì xưa giờ là mình kêu bà con, thì nhờ đại gia đình ủng hộ đăng ký kênh của em ha. Thì em bật kiếm tiền cái kênh này cũng vài ngày rồi, nhưng mà toàn bộ số tiền mà sau này kiếm được thì em Vũ sẽ làm cái chuyện công quả. Thì mình làm video xưa giờ là với mục đích là để bán kiển cá nhân thôi, nhưng mà ý định mà để bật kiếm tiền thì ngày xưa cũng có, nhưng mà sau này mình không có ý định là mình lấy tiền từ cái nguồn YouTube. Nhưng mà cái nguồn tiền sau này phục vụ cho những người nghèo, đặc biệt là những người mù mèo ở trong ngoài huyện của Chợ Lách, thì mong bà con mà có xem kênh quan hỷ đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người. Hy vọng sau cái video này thì được sự ủng hộ nhiều của đại gia đình. Thì nhớ nha, mình bắt đầu thứ ba là ngày 31/1 tây đầu năm ấy, thì mình sẽ chủ động liên lạc với đại gia đình những anh chị nào mà đặt hàng bên Vũ nha. Rồi cái video này á, là tụi em đang xuống đèo Bảo Lộc. Tụi em đang xuống đèo Bảo Lộc thì để kết thúc cái cuộc hành trình ngày hôm nay thì mình đi có nhiều cái video. Cái video là quay thung lũng tình yêu nè, thác Dankara gì đó, với cái gì nàng Lang Bia, lên đỉnh Lang Bia, vườn hoa Vạn Thành ha. Thì anh chị có thể xem nhiều cái video với cái chùa là chùa gì, Linh Sơn, chùa Ve Chai á, mình Vũ nhớ chùa Ve Chai cứ quên hoài. Rồi thì anh chị cứ bấm số điện thoại, bấm nút tìm kiếm sẽ ra cái kênh của Vũ ha. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những thông báo nhiều cái video mới nhất của Vũ. Cảm ơn bà con, cảm ơn anh chị thân thương đã theo dõi Vũ trong suốt thời gian qua.
Thank you.